thành Phật Vĩ Lai Ư Kim Thật Kiếp. Trong phẩm này đoạn trước đã giới thiệu thế giới cực lạc của A Di Đà Phật, đây thuộc về y bảo. Đoạn sau giới thiệu về danh hiệu công đức của Di Đà, thuộc về chánh bảo. Y bảo chánh bảo đều là công đức xưng tánh, cho nên không thể nghĩ bàn. Quan Niệm Tổ trích lục những khai thị đặc sắc, trong mật thịt khiến chúng ta đối với danh hiệu công đức nhận thức thêm được một bước. Công phu niệm Phật sở dĩ không đắc lực, là đối với danh hiệu hiểu sự hiểu biết. Trước đây Chương Gia Đại Sư nói Phật Pháp khó hiểu nhưng dễ hành. Trải qua nhiều năm như vậy đã chứng minh lời nói của Đại Sư. Đây là một vấn đề của triết học. Phàm phu thành Phật thật sự không khó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì chúng sanh mà thị hiện sự việc của 3.000 năm trước. Lục Tổ Huệ Năng vì chúng ta thị hiện, đây là sự việc của 1.300 năm trước. Cho chúng ta biết phàm phu thành Phật chỉ trong một niệm. Một niệm chánh sẽ thành Phật, một niệm tà sẽ đọa lạc thành phàm phu. Trong phàm phu cũng có chánh tà. Chánh này nếu đem so sánh với Đại Thừa thì vẫn coi là tà. Đại Thừa phải ngộ nhập tự tánh mới là chánh trong các điều chánh. Chánh trong lục đạo quả báo là ba đường lành. Ta trong lục đạo quả báo là ba đường ác. Điều này không thể không biết. Đức Thế Tôn cũng chính là vì việc này, vì việc khó hiểu dễ hành này, nên Ngài nghĩ cần phải dạy học. Phải dùng phương pháp này để giúp mọi người giác ngộ, giúp mọi người thấu triệt thật tướng các pháp. Đây là trí huệ chân thật của Đức Thế Tôn, lợi ích chân thật đối với tất cả chúng sanh, đem chân tướng của vũ trụ nói rõ ràng. Đây là điều thiện lớn thứ nhất.
Phước đức lớn nhất chính là niệm Phật. Lần này chúng tôi sẽ giảng một cách tương tận về đoạn nói đến danh hiệu này. Hình như giảng 3 lần 6 tiếng đồng hồ. Danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Chúng ta thật sự biết, thật sự hiểu rõ, mới thật sự đem Phật A-di-đà để vào trong tâm. Trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà ra thì không có gì hết. Vì sao? Vì nó là công đức chân thật đệ nhất trong thế xuất thế gian. Trong kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn dạy: chỉ tâm nhất sự, vô sự bất biện. Điều này ở trước chúng ta đã học trong kinh này. Nói chỉ tâm nhất sự, chế tâm và chỉ tâm cùng một nghĩa. Trong tâm không có tạp niệm, không có ý niệm thứ hai, chỉ có Phật A-di-đà thì chẳng có gì là không làm được. Đến chuyển phàm thành thánh mà còn làm được, huống gì các việc khác. Tuy nói như vậy, nhưng Đức Phật nói rất rõ, chư vị tổ sư cũng chú giải rất rõ. Chúng tôi cũng cố gắng đem vấn đề này nói rõ ràng. Có ai nghe hiểu chăng? Không nhiều. Nghe hiểu được, thật sự quay đầu, trong tâm chỉ có Phật A-di-đà, được mấy người? Rất ít. Chỉ cần trong tâm có Phật A-di-đà thì họ sẽ thành Phật. Vì sao lại khó như vậy? Không buông bỏ được các pháp trong thế xuất thế gian, buông không được danh văn lợi dưỡng trong lục đạo. Mặc dù hiểu được chi chánh trang nghiêm trong thế giới cực lạc, nhưng lợi nhỏ trước mắt cũng tiếc không bỏ được. Như vậy thì lợi ích lớn về sau sẽ chẳng có phần. Về sau lợi ích này rất lớn, không chỉ về sau mà ngay hiện tại cũng đạt được. Nếu thật sự có thể một lần nghe mà ngàn lần ngộ, sau khi nghe liền hiểu, liền giác ngộ, thật sự buông bỏ, thật sự hành trì, người này không phải người thường, thật sự là anh hùng hào kiệt, đại thánh đại hiền. Nói lên rằng phàm phu làm không được, nhưng họ làm được.